Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Ted Ngô, Certified Financial Planner, chuyên giải quyết mọi vấn đề khó khăn về quỹ hưu trí cá nhân, hưu trí doanh nghiệp và quản lý đầu tư của quý vị. Điện thoại 714-726-4522. Steven Trans Financial, giúp mượn tiền để mua nhà đầu tư trên khắp mọi tiểu bang. Chủ nhân tất cả những cơ sở thương mại, mượn tiền để xoay sở trong thời gian ngắn. Tiền lời chỉ có 1.5%, 714-791-2222. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Dược mỹ phẩm thương hiệu công thức độc quyền D1 by Tâm Đoan FDA chuẩn thuận sẽ tạo nên sự khác biệt. 888-376-6768. Tâm Đoan trân trọng kính mời. Trân trọng kính chào Tái Ngộ cùng quý khán giả thân mến đến với Việt Face Today trong chương trình phát hình ngày hôm nay thứ 6. Chúng ta cùng bước vào ngày 10 tháng 2 năm 2023. Xin được cầu chúc quý khán giả một thứ 6 thật là an bình và những ngày cuối tuần trước mắt thật nhiều vui tươi và sức khỏe vẫn dồi dào thưa quý vị. Xin kính chào Tài Lê. Xin chào Dũng, xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, để mở đầu với bản tin trong phần này là tin tức. Tổng thống Joe Biden đã đến tiểu bang Florida vào ngày thứ Năm hôm qua nhằm gia tăng áp lực đối với phe Cộng Hòa trong cuộc thương thuyết giữa ông và họ liên quan đến vấn đề nợ trần. Và trong bối cảnh này, Tổng thống Biden một lần nữa đã nhắc đến việc là phe Cộng Hòa từ trước đến giờ vẫn luôn có những chính sách là muốn cắt giảm ngân sách cho tiền an sinh xã hội và dịch vụ Medicare. Đài truyền hình CNN đã đi theo ông Biden trong ngày hôm qua và ghi nhận lại một số các phát biểu của ông. Ông nói rằng, quý vị biết rằng có rất nhiều Cộng Hòa họ nằm mơ để mà cắt giảm ngân sách của Social Security và Medicare. Nhưng để cho tôi nhấn mạnh một điều này, nếu đó là cái sự mơ ước của họ, thì tôi chính là ác mộng của những người đó. Tổng thống nhắm vào phe Cộng Hòa, cũng như là thượng nghị sĩ Rick Scott của tiểu bang Florida, trong những cẩm nang mà ông Scott trước đây đã đưa ra, cho biết rằng là sẽ cắt giảm những chi tiêu của ngân sách liên bang trong vòng 5 năm tới, bao gồm luôn kể cả Social Security và Medicare. Một bản tin liên quan đến cuộc điều tra về ngày 6 tháng Giêng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã được công tố viên đặc biệt điều tra về vấn đề của cựu Tổng thống Trump và vai trò của ông ta. Công tố viên này đã gửi một cái giấy mời hoặc là một cái trác đòi cựu Tổng thống Mike Pence. Nguồn tin cho biết là văn phòng của cố vấn đặc biệt Jack Smith đang tìm kiếm các tài liệu và lời khai liên quan đến sự kiện ngày 6 tháng Giêng. Họ muốn cựu phó tổng thống ra làm chứng về những tương tác của ông với cựu tổng thống đưa đến cuộc lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 và ngày diễn ra cuộc tấn công vào điện Capitol của Hoa Kỳ. Các đòi hầu tòa đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc điều tra hình sự kéo dài 2 năm qua của Bộ Tư pháp, hiện do công tố viên đặc biệt Jack Smith đứng đầu. Họ sẽ điều tra về những nỗ lực của cựu tổng thống Trump và các đồng minh nhằm cản trở việc chuyển giao quyền lực sau khi ông thua bầu cử năm 2020. Cựu phó tổng thống Pence là một nhân chứng quan trọng, người đã trình bày các chi tiết trong hồi ký của mình với một số các cái tương tác đối với cựu tổng thống Trump trong những tuần lễ sau cuộc bầu cử. Đây là một hành động có khả năng mở ra cơ hội cho Bộ Tư pháp bác bỏ ít nhất một số tuyên bố của cựu tổng thống Donald Trump liên quan về vấn đề đặc quyền hạch pháp của ông ấy. Luật sư của cựu tổng thống, ông Ahmed Flute, được biết đến như là một người rất diều hâu về vấn đề đặc quyền hành pháp và những người quen thuộc với những cuộc thảo luận, thì cho biết là cựu phó tổng thống Mike Pence dự kiến sẽ yêu cầu ít nhất một số các giới hạn trong việc cung cấp những chi tiết liên quan đến các cuộc trò chuyện trực tiếp của ông ấy với cựu tổng thống Trump. Và tùy thuộc vào câu trả lời của cựu tổng thống, cựu phó tổng thống, thì các công tố viên có thể tùy chọn yêu cầu các thẩm phán buộc ông ấy phải trả lời một số các câu hỏi bổ sung và đồng thời bác bỏ những tuyên bố đặc quyền hành pháp của cựu tổng thống Trump. Thì chắc chắn là việc này sẽ còn nhiều diễn tiến trong thời gian sắp tới. Hàng trăm di dân từ Venezuela đã cố gắng vượt biên sang qua Mỹ, xuyên qua thành phố El Paso trong ngày thứ tư của tuần này. Theo thông tin từ lực lượng biên phòng cho biết như vậy, khi mà cơ quan này nói rằng là hàng trăm di dân này đến từ Venezuela và đang muốn làm sao mà vượt biên
và dần dần đến được Canada. Họ nói rằng là những di dân này đã bị chặn lại ở tại khu vực El Paso vào tối ngày thứ tư trong tuần. Và những người này khi mà họ đến đó, là họ đang trong những cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Họ biết rằng là dù rất là khó nhưng họ vẫn muốn làm sao mà đi xe, đi qua giang hay là đi bộ cũng được để mà ráng cố gắng tới được Canada. Có rất nhiều di dân vẫn cố tình cố gắng vượt biên, mặc dù biết rằng là tiêu đề 42 vẫn còn đang hiện hữu trong cái chính sách của Hoa Kỳ, nhưng họ vẫn cố tình muốn làm sao mà có thể vượt biên đến được những nơi mà có nhiều cái sự cơ hội về vấn đề kinh tế hơn so với lại quê nhà của họ. Trở lại với cuộc thăm viếng Florida vào ngày hôm qua của Tổng thống Joe Biden, thưa quý vị, khi được một đài truyền hình Mexico Telemundo hỏi về việc là liệu Tổng thống có đã đưa đến cái quyết định sẽ ra tái tranh cử vào năm 2024 này hay chưa, thì Tổng thống Joe Biden cho biết là ông chỉ đơn giản là chưa sẵn sàng đưa ra quyết định tái tranh cử hay không, ngay cả khi mà ông cũng đã lên tiếng bác bỏ một số các cuộc thăm dò cho thấy là hiện nay đa số các đảng viên Dân Chủ muốn có một ứng cử viên trong đảng, một ứng cử viên khác để ra tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Ông nói là tôi chưa sẵn sàng để thực hiện điều này. Đây là ông trả lời câu hỏi của hãng truyền hình Telemundo. Ông Biden cho biết một ngày sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 vừa qua đó, thì ông có ý định tái tranh cử, trừ trường hợp là có bất kỳ các tình tiết bất khả kháng nào. Ông ấy đã cùng với gia đình báo hiệu cho những người khác, kể cả vào đầu tháng 12, vừa khi mà nó có một cái buổi tiếp xúc với Tổng thống Pháp là Emmanuel Macron đang đến thăm Hoa Kỳ, là họ đang chuẩn bị cho một cuộc tranh cử và đang đưa ra một số các vấn đề liên quan đến luật bầu cử. Tuy nhiên, các cố vấn của Tổng thống đã lưu ý rằng khi Tổng thống nói là ông ta là một người rất tôn trọng số phận, thì đây không phải là một sự né tránh như vẻ ngoài mà người ta có thể coi thấy. Phần lớn người ta kỳ vọng rằng Tổng thống sẽ chính thức tuyên bố tái tranh cử vào một thời điểm nào đó trong vài tuần lễ sắp tới, hoặc là vài tháng sau khi thông điệp liên bang đã được đưa ra vào ngày thứ ba vừa qua. Người ta cũng đưa ra một số các cái nhận định liên quan đến những cái tình hình, và ngay cả cái chuyến đi thăm Wisconsin ngay sau cái ngày đọc diễn văn đó, người ta cũng đưa ra một số các cái dấu chỉ cho thấy rằng có vẻ như là Tổng thống Joe Biden đang đưa ra những hình ảnh tốt đẹp dưới thời chính quyền của ông trong 2 năm vừa qua để đưa sẵn ra một số hình ảnh tốt đẹp này đến với cử tri để dọn đường sẵn cho một cái sự tuyên bố về ra việc tái tranh cử. Nhưng cho đến ngày hôm qua thứ năm thì ông đã khẳng định một điều là hiện nay vẫn chưa có ý định để thông báo về việc tái tranh cử hay không. Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Biden nghĩ rằng là khinh khí cầu để mà đi giám sát thông tin tình báo ở tại Mỹ đã được gửi ra không có sự đồng ý hay cũng như không có sự hiểu biết của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đó là dựa theo 2 nguồn tin mà đã nhận được những cái cập nhật thông tin tình báo từ chính quyền của Biden hay là các cơ quan tình báo vào tuần này. Một trong những nguồn tin này nói rằng là họ nghĩ là ngay kể cả lãnh đạo của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc cũng như là Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không hề biết về những khinh khí cầu này được gửi ra và nhắm thẳng đến Mỹ. Nếu quý vị còn nhớ là vào thứ năm tuần này, một phần báo cáo mật dành riêng cho các nhà lập pháp lưỡng đảng ở tại Quốc hội từ các cơ quan tình báo liên quan đến khinh khí cầu này. Cho nên là khi mà thứ năm, quý vị có thể đoán được là thứ năm mà các nhân viên tình báo mà cập nhật cho các nhân biểu và cũng như thượng nghị sĩ liên bang về cái tình của khinh khí cầu đó, thì hôm nay là tin tức nó là rò rỉ ra ngoài, dù rằng là những cái tin này nó là ẩn danh. Các giới chức của chính quyền Biden và cũng như ngũ giác đài đã luôn coi như là duy trì cái quyết định của mình rằng là bắn khinh khí cầu này ở ngoài khơi nó an toàn hơn là bắn hạ khinh khí cầu này khi nó vẫn còn đang ở trong nội cảnh của đất nước. Và một trong 2 nguồn tin mà chia sẻ cái thông tin này với CNN cho biết rằng là cái suy nghĩ rằng ông Tập Cận Bình không hề biết gì về khinh khí cầu này cũng là một cái
một cái giả thuyết của các cơ quan tình báo Mỹ thôi, chứ nó chưa có được xác nhận một cách cụ thể 100%. Vâng, thưa quý vị, cũng liên quan đến vấn đề này đó, thì hiện nay FBI đã đưa ra một số các cái kết luận ban đầu. Đây chỉ là những cái sơ khởi đánh giá vào ban đầu sau vài ngày mà họ đã thu thập các mảnh vỡ của khinh khí cầu từ biển về để đưa vào một cái phòng thí nghiệm ở tại thành phố Quantico, tiểu bang Virginia. Thì sau như quý vị vừa theo dõi cái bản tin vừa rồi đó, thì đã có những cái tin tức tiết lộ ra những cái chi tiết liên quan đến những tình tiết bên trong đó. Thì theo đó thì người ta thấy rõ ràng rằng các quan chức cao cấp của Tổng thống Biden đã phải đối mặt với nhiều câu hỏi từ phía các nhà lập pháp ở Quốc hội. Trong khi những cái phiên điều trần công khai và các cuộc họp báo mật, khi mà Quốc hội đang yêu cầu những cái cuộc họp mật tại Quốc hội đang yêu cầu thêm nhiều lý do liên quan đến tại sao là cái quả khinh khí cầu này đã không bị bắn sớm hơn. Một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao cho biết vào ngày thứ Năm là quả khinh khí cầu này có khả năng đã tiến hành các hoạt động thu thập thông tin tình báo, và nó là một phần ở trong một cái đội ngũ khinh khí cầu mà Trung Quốc đã phái đi bay qua hơn 40 quốc gia trên khắp 5 châu lục trên toàn thế giới. Cũng theo quan chức này thì chính quyền Tổng thống Joe Biden đã xác định là khinh khí cầu Trung Quốc đang hoạt động với một công nghệ giám sát điện tử có khả năng theo dõi thông tin liên lạc của Hoa Kỳ với một kỹ thuật cao. Quan chức này nói, chúng tôi biết là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã sử dụng những quả bóng bay này để giám sát về hình ảnh độ phân giải cao từ các chuyến của nó bay ngang qua những khu vực của Hoa Kỳ, tiết lộ rằng khinh khí cầu tầm cao này có khả năng tiến hành một số các hoạt động thu thập tín hiệu tình báo. Và đây là những cái máy móc được trang bị ở trong khinh khí cầu này có một cái kỹ thuật rất là cao để thu thập những cái vấn đề này. Đó là những cái tin tức mà chúng ta đã biết được cho đến giờ phút này. Chắc chắn những ngày sắp tới thì FBI sẽ còn thông báo nhiều cái chi tiết liên quan cho nhóm 8 người, phải không ạ? 8 người tức là lãnh đạo của cả lưỡng đảng, Hạ viện và Thượng viện, và lãnh đạo của Ủy ban Tình báo Thượng viện và Hạ viện. Thì gồm có 8 nhân vật ở trong đó là những người sẽ có quyền để theo dõi những cái tin tức mật nhất được báo cáo liên quan đến vấn đề này. Thưa quý vị, trở lại với bản tin trong phần này là tin tức trí thông minh nhân tạo, một phần mềm mà Google đang nghiên cứu vì một lỗi lầm kỹ thuật trong tuần này mà khiến cho trị giá của tập đoàn Alphabet mất đến nhiều tỷ Mỹ Kim trong tuần này. Thưa quý vị, vào ngày thứ Tư đó, thì trong một cái phần demo, là một cái phần gọi là biểu diễn, thì một người dùng đã hỏi trí thông minh nhân tạo của Google có tên là Bard Bar là những cái khám phá mới gì mà kính viễn vọng James Webb đã ghi nhận được mà trí thông minh nhân tạo này có thể chia sẻ với một đứa trẻ 9 tuổi. Thì sau đó cái trí thông minh nhân tạo này đã liệt kê ra một số điều, trong đó bao gồm luôn kể cả những hình ảnh đầu tiên chụp của trái đất mà ở trong cái vũ trụ đó, nhưng mà nó nói tóm lại là cái hình đó là cái hình mà chụp vào năm 2004 chứ không phải là cái hình mà do kính viễn vọng James Webb chụp được. Tại vì năm 2004 thì làm gì mà có cái kính viễn vọng James Webb, kính đó vừa mới bắn lên ở trên vũ trụ có độ một năm gần đây thôi. Thì vì một cái lỗi đó là sao, là một đứa trẻ hỏi có cái gì mới mà kính viễn vọng James Webb chụp được mà có thể chia sẻ được với một đứa trẻ 9 tuổi hay không, thì cái thông minh nhân tạo này lại sử dụng những cái bức ảnh được chụp ở năm 2004 cho đứa trẻ này xem, thì coi như là trật vì vấn đề trí thông minh nhân tạo rồi. Thì vì vậy cho nên là cổ phiếu của công ty Google đã bị tuột 7.7% trong cái sàn giao dịch chứng khoán vào ngày thứ Tư. Nó khiến cho công ty này mất 100 tỷ Mỹ Kim giá trị cổ phiếu trong một ngày. 100 tỷ Mỹ Kim? Dạ. Không, 100 tỷ Mỹ Kim là nếu mà bán cổ phiếu ra thôi, còn nếu mà bán ra thì coi như không có lỗ, chỉ là trên giấy tờ đó là... Trên giấy tờ thì bắt nó hạ giá, cổ phiếu hạ giá.
Một cái chi tiết rất là nhỏ thưa quý vị. Dĩ nhiên rồi, vì cái dữ liệu mà đưa vào cho cái bộ thông minh nhân tạo này chắc chắn là phải nhiều vô cùng. Nhưng mà chỉ một cái sơ sót là ấn định cái đưa cái thời gian nó sai đối với cái thời gian hoạt động của James Webb, mà nó đưa đến một cái sự thua lỗ cả trăm tỷ Mỹ Kim. Dân biểu Hoa Kỳ, ông George Santos đã bị buộc một cái tội trộm cắp ở Pennsylvania năm 2017 sau khi mà ông đã sử dụng một số các cái tấm check không tiền bảo chứng để trả cho một cái vấn đề gì đó. Vụ việc này đã được văn phòng biện lý ở quận York xác nhận là trộm cắp do lừa dối. Và văn phòng biện lý đã nói điều này cùng với các phóng viên của đài CNN. Nó đánh dấu các tiết lộ mới nhất về đảng viên đảng Cộng hòa New York đang gặp nhiều khó khăn. Người hiện nay người ta thấy rằng có nhiệm kỳ ngắn hạn tại Quốc hội đang bị chi phối bởi một số các câu hỏi liên quan đến những điều mà ông ấy đã bịa đặt lặp đi lặp lại của mình về vấn đề lý lịch, cũng như là về các câu hỏi liên quan đến các vấn đề tài chính trong chiến dịch tranh cử của ông ấy. Và ngoài ra thì còn đang phải đối mặt với một số các cuộc điều tra khác, trong đó có cả cuộc điều tra của lực lượng FBI liên quan đến các cáo buộc là ông ta đã lấy một số tiền quyên góp được thông qua một tổ chức từ thiện để phục vụ cho các chú thú cưng của mình, để chăm sóc y tế cho một chú chó sắp qua đời của một cựu chiến binh. Và đó là cái điều mà rất là nhiều. Trước đây thì chúng ta đã nghe những cái vấn đề liên quan đến lý lịch của ông này khai mang như thế nào và những điều không có thật, kể cả cái trình độ học vấn của ông ấy. Và cái việc diễn ra ở tại Pennsylvania ngày hôm qua liên quan đến một số các tấm check không tiền bảo chứng đó thì nó được báo Politico khơi ra, và nó đã tập trung vào một loạt 9 tấm check với tổng trị giá hơn 15.000 Mỹ Kim đã được chuyển đến cho những người trong cái hội nuôi chó. Theo những cái tin tức mà người ta đã ghi nhận được từ Tiffany Bogosian, là một người bạn từ thời thơ ấu của George Santos và hiện nay đang là một luật sư liên quan đến vấn đề thương tích cá nhân, thì cô luật sư này đã cho biết là cô đã hỗ trợ ông Santos từ hồi tháng 2 năm 2020 sau khi mà ông ấy đã được đưa một cái giấy phải ra hầu tòa vào thời gian đó. Thì đó là những cái chi tiết liên quan đến những cái vụ việc mới nhất mà ông George Santos đã phải đối mặt. Cho đến giờ phút này thì hình như là ông ấy vẫn khăng khăng và nói là ông ta sẽ không từ chức, mặc dù có rất nhiều các áp lực. Ngay cả một số các lực lượng cử tri từ New York cũng đã về Washington DC vào cái ngày mà diễn ra cái bài diễn văn của Tổng thống Joe Biden, thì họ cũng đã đứng trước tòa nhà Quốc hội và đưa ra những cái biểu ngữ kêu gọi ông này cần phải từ chức. Nhưng ông ấy vẫn xác nhận với báo chí là ông ấy sẽ không từ chức vào lúc đó. Thưa quý vị, cơ quan TSA cho biết rằng là số lượng súng ống được tìm thấy trong vali của các hành khách tại các phi trường đã lên đến một mức kỷ lục. Cơ quan TSA cho biết là ít nhất là 24 khẩu súng đã được phát hiện vào năm ngoái tại phi trường quốc tế Richmond. Đây là mức cao kỷ lục, là 24 khẩu súng đã bị tịch thu tại các trạm kiểm soát sân bay quốc tế vào năm 2022. Đó là 2 khẩu súng mỗi tháng. Con số này không bao gồm những khẩu súng được để trong túi ký gửi không đúng cách. Phát ngôn viên của TSA Lisa Farbin cho biết hôm thứ Năm ngày 9 tháng 2 rằng là mỗi khi ai đó bị bắt với vũ khí tại một trạm kiểm soát, nó sẽ làm trì hoãn những người khác đang chờ kiểm tra an ninh và kiểm tra máy bay của họ. Nếu chúng tôi phát hiện ra vũ khí, chúng tôi sẽ đóng cái tuyến đường đó. Theo nhân viên TSA Robin Chuck cho biết, nếu bạn đang làm điều đó trong thời gian cao điểm, nó sẽ làm chậm trễ những hành khách đang đứng xếp hàng để lên máy bay của họ. Bất cứ ai bị bắt với một khẩu súng đều có thể bị phạt tội hình sự, bị phạt lên đến nhiều ngàn Mỹ Kim và tịch thu súng đó. Các giới chức của cơ quan CDC vừa đưa ra một cái thông báo để chúng ta phải đề phòng, đó là norovirus dường như đang phát triển ở mức cao theo cái mùa này. Tỷ lệ xét nghiệm norovirus cho kết quả dương tính tính trong 3 tuần lễ vừa qua đã vượt quá con tỷ lệ là 15% vào cuối tuần trước. Đây là một mức cao nhất được ghi nhận kể từ cuối tháng 3 năm 2022. Norovirus đôi khi được gọi là bệnh cúm bao tử, nhưng nó không liên quan đến virus cúm, mà thay vào đó nó một loại virus rất dễ lây lan, thường gây ra các triệu chứng liên quan đến đường tiêu hóa như là tiêu chảy, nôn mửa, buồn nôn,
và đau dạ dày. Sốt nhẹ và đau nhức cũng có thể xảy ra khi chúng ta nhiễm norovirus này. Chỉ cần một số lượng virus nhỏ cũng đủ khiến ai đó bị bệnh và chúng dễ dàng lây lan qua tay, bề mặt, thực phẩm và nước. Theo cơ quan CDC thì một người bị nhiễm bệnh có thể truyền virus này trong nhiều ngày sau khi họ đã cảm thấy khỏe hơn, thậm chí có thể kéo dài lên đến 2 tuần. Hiện nay thì các tiểu bang khu vực Trung Tây có tỷ lệ xét nghiệm dương tính với norovirus trung bình cao nhất tính cho đến thứ Bảy vừa qua ở mức hơn 19%, cao hơn bất kỳ tuần lễ nào trong năm ngoái. Và cơ quan này cũng theo dõi một số các đợt bùng phát norovirus thông qua mạng lưới gồm 14 sở y tế liên bang. Nó nằm ở các rải rác các tiểu bang. Và mặc dù dữ liệu nó bị chậm, nhưng lần kiểm đếm gần đây nhất cho thấy các cơ sở này đã báo cáo có 25 đợt bùng phát vào hồi tuần đầu tiên của tháng Giêng, nhiều nhất kể từ tháng 5 năm ngoái. Bà Kate Gruzik là phát ngôn viên của CDC cho biết sự bùng phát của norovirus và các trường hợp được báo cáo từ cả sở y tế của quốc gia và phòng thí nghiệm lâm sàng đang tiếp tục gia tăng, nhưng vẫn nằm trong phạm vi dự kiến vào thời điểm này trong năm. Bà nói thêm, hiện nay thì một số các biện pháp phòng ngừa được thực hiện trong đại dịch COVID-19 như là đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên có khả năng hiệu quả trong việc ngăn chặn sự bùng phát của norovirus. Khi mà các hạn chế về đại dịch được nới lỏng thì số lượng các đợt bùng phát norovirus đã trở lại mức tương tự như những năm trước đại dịch. Có nghĩa là chúng ta sử dụng các cái biện pháp phòng ngừa coronavirus thời gian vừa qua, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên thì cũng thể ngăn ngừa được cái sự bùng phát của norovirus này. Thưa quý vị, một nhóm các thống đốc của khoảng 55 tiểu bang và các vùng lãnh thổ sẽ có mặt tại Tòa Bạch Ốc trong ngày hôm nay để mà tham dự cuộc họp mùa đông của nhóm này. Theo thường lệ thưa quý vị thì các thống đốc của tiểu bang cũng như là các vùng lãnh thổ bao gồm luôn kể cả thí dụ như là Guam hay là Puerto Rico, họ sẽ có những cái cuộc họp thường niên và đây nó không có phân biệt đảng phái. Họ thường xuyên gặp nhau để mà bàn về những chính sách mà có thể làm chung được từ tiểu bang này sang tiểu bang kia. Thì cái cuộc họp mùa đông của năm nay sẽ được tổ chức ở tại Tòa Bạch Ốc và đây cũng là một cách mà để cho Tổng thống Biden có thể xem rằng là cái sự mà hưởng ứng của các thống đốc như thế nào sau khi mà ông đã đưa ra thông điệp liên bang vào thứ Ba tuần này và đang chuẩn bị cho một cuộc tái ứng cử vào năm 2024. Thiệp mời thì gửi ra cho tất cả 55 thống đốc của các bang và vùng lãnh thổ, nhưng cái đó không có nghĩa rằng là tất cả mọi người đều sẽ có mặt. Tòa Bạch Ốc cho biết rằng là Tổng thống Biden cũng như là Phó Tổng thống Kamala Harris cũng sẽ sử dụng cái cơ hội này để mà thúc đẩy các chính sách kinh tế từ liên bang và xem rằng là những đạo luật mà đã được thông qua, bao gồm luôn kể cả những đạo luật như là cải cách lại cơ sở hạ tầng của chính quyền liên bang đó, thì những cái ngân sách đó đã được các tiểu bang sử dụng như thế nào. Vâng, thưa quý vị, bản tin cuối cùng trong phần tin này liên quan đến việc lực lượng không quân Hoa Kỳ vào ngày hôm thứ Ba vừa qua đã thử nghiệm một hỏa tiễn tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Theo tin tức từ Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu của lực lượng không quân đã cho biết, hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa Minuteman số 3 không trang bị vũ khí đã được trang bị một phương tiện thử nghiệm đã được phóng đi từ căn cứ không quân Vandenberg ở tại California. Và nó đã được di chuyển 4.200 dặm đến một phạm vi thử nghiệm gần quần đảo Marshall trên Thái Bình Dương. Hỏa tiễn này được phóng vào lúc 12 giờ 49 phút sáng theo giờ ở Thái Bình Dương là để chứng tỏ sự sẵn sàng của lực lượng hạt nhân Hoa Kỳ và mang lại niềm tin vào khả năng sát thương và hiệu quả của khả năng răn đe hạt nhân của Hoa Kỳ. Một tuyên bố từ lực lượng không quân cho biết, vụ phóng thử này là một phần trong các hoạt động thường xuyên và định kỳ nhằm chứng minh rằng khả năng răn đe hạt nhân của Hoa Kỳ là an toàn, đảm bảo, đáng tin cậy và hiệu quả để ngăn chặn các mối đe dọa của thế kỷ 21, đồng thời trấn an một số các đồng minh của chúng ta. Những cuộc thử nghiệm như vậy đã diễn ra hơn 300 lần trước đây và cuộc thử nghiệm này không phải là kết quả của các sự kiện thế giới hiện tại. Tuyên bố tiếp tục.
Đây là một cái thông lệ thường xuyên mà Hoa Kỳ vẫn tiếp tục trong nhiều năm qua, chứ không phải là vì tình hình thế giới hiện nay. Chẳng hạn như ngày hôm qua chúng ta nghe bản tin là Bắc Hàn đưa ra cái loại mà họ trình diễn, cái loại mà hỏa tiễn xuyên lục địa, hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa đó, để mà chạy bằng nguyên liệu rắn đó. Đây là một cái bước tiến rất đáng kể của kỹ nghệ hỏa tiễn của Bắc Hàn. Và sau đó người ta đưa cái tin này thì Hoa Kỳ nói là không phải vì các cái tình trạng đó mà Hoa Kỳ đưa ra cái cuộc phóng thử nghiệm này. Theo ông Stephen Wilson là phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Tấn công Toàn cầu, thì vụ phóng ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 4 tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên nó đã bị trì hoãn vì các lo ngại về phản ứng của Trung Quốc đối với Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi vào khi đó có một chuyến viếng thăm đến đảo quốc Đài Loan. Do đó mà cuộc thử này đã bị hoãn lại cho đến ngày 4 tháng 2 vừa qua. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua thì Tổng thống Joe Biden đã có mặt ở tại Florida và qua một cái sự trình bày của mình để nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cải tổ chương trình hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ, thì ông còn nhấn mạnh đến cái việc ông là một mối đe dọa hay là một ác mộng đối với những người nào thuộc đảng Cộng Hòa hiện nay đang mơ đến việc là cắt giảm các chi phí liên quan đến vấn đề Medicare và Social Security đối với các công dân Hoa Kỳ. Như trong bản tin hồi nãy thì chúng tôi cũng có gửi đến quý vị là ông đã xác nhận rằng cho đến giờ phút này thì ông vẫn chưa quyết định sẽ có ra tái tranh cử vào năm 2024 hay không. Tuy nhiên sau cái bài diễn văn liên bang vào tối ngày thứ ba và sau đó là một số các cái chuyến đi của ông ấy đến Wisconsin trong cái ngày thứ tư tiếp theo và ngày thứ năm thì có mặt ở tại Florida, người ta thấy rằng ông đã vẽ ra những thành tựu của chính quyền Joe Biden một cách hoàn hảo. Và theo những nhận định của nhiều nhà phân tích thì cho rằng đây là những cái phát họa để ông ta chuẩn bị tuyên bố là sẽ ra tái tranh cử năm 2024. Nhưng những cái lời tuyên bố của Tổng thống khi trả lời phóng viên của Telemundo, một đài truyền hình của Mexico, thì người ta thấy rõ ràng rằng Tổng thống cho đến giờ phút này chưa quyết định là ông sẽ có ra tái tranh cử hay không. Thế thì câu hỏi được đặt ra là qua những cái phần mà giới nhận định người ta nêu ra như vậy và những cái cách trả lời của Tổng thống Joe Biden, thì người ta nghĩ rằng vẫn có ý định ở trong đầu của Tổng thống Joe Biden là vẫn có thể sẽ ra tái tranh cử. Đây là cái điều mà chỉ có một mình Tổng thống biết thôi chứ chưa ai có thể biết được. Chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi thử cái phần phân tích của Tyler Diệp để làm thử một ông thầy bói đi rờ chân voi và xem liệu những cái điều vừa kể nó có gắn kết với cái quyết định sẽ ra tái tranh cử Tổng thống Joe Biden trong thời gian sắp tới hay không. Thưa quý vị, theo những cái biểu hiện cũng như là cái nội dung của bài diễn văn vào thứ ba tuần này và cũng như là những cái sinh hoạt của Tổng thống Biden trong những ngày sau đó đó, nó đang cho chúng ta thấy những dấu hiệu tích cực về một người vẫn muốn chấp chánh thêm 4 năm nữa. Thưa quý vị, trong bài diễn văn của Tổng thống Biden thì chúng ta ghi nhận được cái gì? Chúng ta ghi nhận được những thành quả mà ông đạt được trong 2 năm đầu tiên. Và chúng ta cũng ghi nhận được là một số chính sách mà giống như là những chính sách tạo ra thêm những cái dịch vụ này, tạo ra thêm những cái dịch vụ kia, cho cái này, cho cái kia. Nó làm cho chúng tôi liên tưởng đến một người mà gọi là sắp chuẩn bị ra tranh cử hay là tái tranh cử đó. Thì khi mà ra như vậy thì phải hứa hẹn là sẽ phải làm thêm cái việc này, phải làm thêm việc kia. Thì trong ngày thứ ba tuần này, trong bài diễn văn thông điệp liên bang đó, Tổng thống Biden đã đưa ra rất nhiều những hứa hẹn là phải làm được cái việc này, phải làm được cái việc kia và phải giúp nâng cao phẩm chất đời sống của người dân, vân vân và vân vân. Chúng tôi không tiện để mà đi vào những chi tiết từng điểm trong bài diễn văn này, nhưng mà cái cách mà ông đưa ra những thông điệp đó nó thể hiện rằng là đây là một người vẫn còn có những chính sách mà ông thấy rằng ông chưa có hoàn tất và ông muốn thêm một nhiệm kỳ nữa để hoàn tất cái chuyện đó. Và ngày thứ hai nữa, thưa quý vị, cái lý do thứ hai nữa rằng là quý vị thấy đó, sau cái việc mà ông đọc bài diễn văn đó thì trong ngày hôm qua khi mà ông tới Florida là một tiểu bang chiến địa để mà ông dùng cái cẩm nang
bầu cử của thượng nghị sĩ Rick Scott của tiểu bang này là một người bên Đảng Cộng Hòa. Ông dùng cái đó như là một cái bằng chứng để mà gọi là chụp mũ hay là kết luận rằng là Đảng Cộng Hòa hay là một thành phần lớn trong Đảng Cộng Hòa vẫn luôn muốn cắt giảm Medicare và Social Security. Thì quý vị biết rằng là Medicare và Social Security nó là hai cái chương trình rất phổ thông, rất được nhiều người sử dụng. Và đây là những chương trình mà gọi là được người dân gọi là cần thiết đến, toàn là những người ở chương trình của những người cao niên không à. Thì nếu mà ông không có nghĩ đến chuyện mà tái ứng cử đó thì tới tiểu bang Florida làm gì? Và tại sao lại nhắc đến hai cái chương trình đó, đưa Rick Scott và cũng như là nguyên phe Cộng Hòa vào cái thế kẹt? Cái thế kẹt ở đây rằng là không phải là cái việc mà là cắt giảm chi tiêu của Medicare hay là Social Security là cái cương lĩnh của Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà tại vì Rick Scott là một người trong đảng mà khi mà ra cũng như chuẩn bị cái chiến dịch tranh cử của ông đó, thì ông lại đưa ra cái cẩm nang đó, nói rằng là ồ, nếu mà tôi là cái người cầm quyền đó, hay là nếu mà phe Cộng Hòa cầm quyền ở tại Thượng viện, thì chúng tôi sẽ làm những chuyện như vậy, bao gồm luôn kể cả cắt giảm tiền Medicare và Social Security. Thì những cái dấu hiệu như vậy nó thể hiện là một người đang chuẩn bị tái ứng cử. Tôi ghi nhận câu trả lời này, và chúng tôi sẽ xem trong thời gian sắp tới là liệu việc này nó có sẽ diễn ra hay không. Cảm ơn với sự phân tích của Thái Lê Diệp, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị, và một cuối tuần thật hạnh phúc đến với tất cả chúng ta. Chương trình Vietfix Today được bảo trợ bởi Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Ted Ngô, Certified Financial Planner, chuyên giải quyết mọi vấn đề khó khăn về quỹ hưu trí cá nhân, hưu trí doanh nghiệp và quản lý đầu tư của quý vị. Điện thoại 714-726-4522. Steven Trans Financial, giúp mượn tiền để mua nhà đầu tư trên khắp mọi tiểu bang. Chủ nhân tất cả những cơ sở thương mại, mượn tiền để xoay sở trong thời gian ngắn. Tiền lời chỉ có 1.5%, 714-791-2222. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Dược mỹ phẩm thương hiệu công thức độc quyền D1 by Tâm Đoàn FDA chuẩn thuận sẽ tạo nên sự khác biệt. 888-376-6768. Tâm Đoàn trân trọng kính mời. BIK Bequesta BMS 5015, loa kéo cao cấp BIK Bequesta BMS 5015 chính hiệu Nhật Bản, mới nhất năm 2023. Cấu hình mạnh mẽ, âm thanh xuất sắc, bass 15 inch 1000W, effect echo reverse ngọt ngào, dual wireless microphone, pin 10 tiếng cho microphone, 8 tiếng cho hệ thống loa. Ưu đãi đặc biệt cho khán giả xem đài Vietfix TV, giá chỉ 1099 đồng, tặng kèm đèn Disco Light. Số lượng khuyến mãi có hạn, gọi ngay cho Gia Hưng 407-704-6970. Tâm Đoan mở khóa bí quyết của làn da trắng sáng. Ca sĩ Tâm Đoan đã tạo ra mỹ phẩm dùng dưỡng da đa hệ thích hợp mọi lứa tuổi, loại da, màu da nam và nữ. Như đã thấy trên đài CBS của Mỹ, sản phẩm D1 bởi Tâm Đoan đã đạt được niềm tin và khẳng định vị trí của mình với một thương hiệu độc quyền trong 4 năm vừa qua, từ thị trường Việt Nam cho đến thị trường Mỹ, ngăn chặn nếp nhăn ngay từ lúc chúng hình thành. Dạ, căng ra luôn, chính xác luôn, những gì tâm non khách review lại nói đó là sự thật. Em nào nám nên mua xài đi. Mình nó sáng ra với lại nó mịn ra, nó căng ra. Rất là căng, chị rất là thích, không phải đi mổ nữa. Đúng rồi, một viên một, không đau nhất cái gì nữa. Không cần trồng đỡ nữa. Cái bú nó nhỏ rồi, ra khỏi mổ. Đi hoàng, we'll make the difference. 888-376-6768. Tâm Đoàn trân trọng kính mời. Ngày hôm nay, Steven Trần phải đến cơ sở thương mại của người Việt Nam để giới thiệu về chương trình vay mượn từ 10.000 đến 500.000 đồng trong vòng một tuần lễ là quý vị có tiền. Tiền lời chỉ 1.26%. Nếu quý vị là những chủ nhân cơ sở thương mại ở khắp mọi nơi trên toàn nước Mỹ, hãy gọi ngay cho Steven Trần 714-791-2222. Chắc chắn quý vị sẽ thật sự hài lòng. Steven Trần xin trân trọng kính mời. Để có cuộc sống sung mãn cho ngày về hưu, quý vị đã làm việc khó nhọc trong thời gian dài 20, 30 năm để tạo được số vốn đáng kể như ngày hôm nay trong các quỹ 401k, 403b và pension. Là người tuận tụy làm việc như quý vị, Ted Ngô là một Certified Financial Planner, cố vấn tài chính thực thụ, có kinh nghiệm hơn 20 năm làm việc chặt chẽ với khách hàng. Ted Ngô sẽ lắng nghe, xác định mục tiêu và cùng thảo luận với quý vị, thiết lập nên kế hoạch tài chính hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và giúp quý vị an tâm thụ hưởng cuộc sống nhàn hạ trong ngày về hưu. Kế hoạch tài chính là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự từng trải và kinh nghiệm của người cố vấn. Ted Ngô sẽ đồng hành và luôn có mặt khi quý vị cần đến. Ted Ngô, 714
1-877-8700, 714-377-8700. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.